Xin chào tất cả các bạn, mình là Bella. Hôm nay mình sẽ cùng buổi chào mừng các bạn đến với chương trình Tết của mình. Tết các bạn đã đăng ký, mình thì đã đi mua một chiếc bánh quất về để cùng các bạn ăn. Và còn đi dạo trên nhà cửa, đi xem bánh pháo hoa và đi cầu lễ chùa không? Và cùng giá mặt của bố mẹ đấy. Còn các bạn, các bạn có những ngày nào để cho mình nghỉ?